Chào mừng tất cả các anh chị đã cùng quay trở lại video thứ hai trong một chuỗi các video hướng dẫn về phần mềm Eximen nhà hàng có tích hợp với phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Trong video trước thì em đã hướng dẫn anh chị cách để thiết lập các cái nội dung cũng như là danh mục doanh thu và danh sách khách hàng để trên phần mềm để phục vụ trong quá trình anh chị thực hiện các cái nghiệp vụ phát sinh. Trong video này thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để tạo một hóa đơn và sau đó sẽ tiến hành thanh toán hóa đơn đó để có thể tiến hành phát hành cho khách hàng một hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Sau khi tiến hành thiết lập các cái nội dung ở phần thiết lập chung thì anh chị sẽ tiến hành thoát ra và đăng nhập vào tài khoản thứ hai là tài khoản KT1, mật khẩu là KT1. Để có thể phân biệt được anh chị đã đăng nhập bằng tài khoản admin hay mật khẩu mục hay là tài khoản KT1 thì anh chị có thể quan sát phần tên đăng nhập ở phía dưới chân của tài khoản mình vừa mới đăng nhập vào. Sau đó anh chị sẽ vào mục nhà hàng và chọn phần thu ngân. Ở tại phần thông tin bàn phòng này, anh chị đang nhận thấy là mình có hai trạng thái. Đầu tiên là phòng hiện màu xanh tức là phòng chưa sử dụng và thứ hai là phòng hiện màu đỏ tức là phòng đã đã đang sử dụng rồi. Thì anh chị sẽ tiến hành chọn vào bàn hoặc là phòng màu xanh để nhập các cái thông tin vào cho phòng đó. Em ví dụ đối với phòng tầng số 1, anh chị tiến hành uh, nhập thông tin cho bàn số 1 tức là khách hàng đang sử dụng bàn số 1 thì anh chị sẽ chọn vào OB1 sau đó chọn tạo mới. Thì lập tức cái phần danh sách menu cũng như là thông tin hóa đơn sẽ được sáng lên và chị sẽ tiến hành hoàn thiện thông tin ở bên phần thông tin hóa đơn này. Ở phần thông tin hóa đơn này anh chị sẽ cần hoàn thiện các cái nội dung liên quan đến khách hàng và nhân viên phục vụ. Đầu tiên phần khách hàng thì anh chị sẽ chọn mũi tên trỏ xuống. Để chọn phần thông tin anh chị đã hoàn thiện đã Nhập vào phần mềm trước rồi, còn trong trường hợp khách hàng chưa có thông tin ở trong phần mềm thì anh chị sẽ chọn vào dấu 3 chấm. Sau đó thì anh chị sẽ chọn nhóm và ấn thêm mới. Lúc này mình sẽ tiến hành điền các cái thông tin của khách hàng đó vào. Sau khi tiến hành điền xong thì anh chị sẽ chọn vào đối tượng mình muốn viết hóa đơn, sau đó thì sẽ ấn vào chấp nhận. tiếp theo về phần nhân viên phục vụ thì anh chị cũng sẽ tạo mới tương tự với phần thông tin của khách hàng sau đó thì sẽ đến phần thông tin chi tiết hàng hóa anh chị sẽ tiến hành chọn phần danh sách hàng hóa ở phần danh sách menu mình sẽ kích chuột hai lần vào món ăn mình muốn chọn anh chị sẽ điền phần số lượng vào cột order và ô đơn giá nếu mình muốn chỉnh sửa đơn giá khác so với cái phần đơn giá mà anh chị đã nhập vào phần danh mục doanh thu. Sau khi anh chị đã chắc chắn với tất cả các món ăn mà khách hàng đã chọn thì mình sẽ tiến hành ấn chốt món. Nếu như anh chị không ấn chốt món thì mình sẽ không thể thanh toán hóa đơn cho khách hàng được. sau khi chốt nóng xong thì anh chị có thể in order vào bếp hoặc vào bar để hai bộ phận đó có thể tiến hành thực hiện chuẩn bị món ăn cho khách hàng sau khi khách hàng dùng bữa xong thì anh chị sẽ chọn vào chức năng là thanh toán để tiến hành in hóa đơn cho khách hàng trước khi ấn vào thanh toán thì anh chị sẽ chọn giúp em về hình thức thanh toán ở đây phần mềm đưa ra có ba có hình thức thanh toán đầu tiên là tiền mặt và thứ hai là ngân hàng đối với ngân hàng thì anh chị sẽ cần phải điền trước số tiền vào vào cột số tiền sau đó thì mình mới tích vào ô ngân hàng và thứ ba là công nợ khi mà khách hàng có nợ lại cái số tiền của hóa đơn này thì mình sẽ tích vào ô công nợ sau đó thì anh chị sẽ lựa chọn xem xem excel khi mà mình muốn in bill muốn in bill thanh toán còn các anh chị sẽ lựa chọn xem pdf để muốn xem hóa đơn Khi thanh toán thì sẽ có giao diện như trên màn hình đang chia sẻ. Và thứ hai khi mà anh chị ấn xem PDF. Thì anh chị sẽ xem được uh, giao diện của hóa đơn bán hàng. Phần này sau khi ấn thanh toán xong thì phần mã cơ quan thuế sẽ hiện ở dòng trống ở giữa và số hóa đơn sẽ được uh, tính theo số tăng dần. Sau khi kiểm tra về thông tin của hóa đơn thì anh chị có thể ấn lưu lại và sau đó gửi cho bên khách hàng. Quay trở lại phần mềm thì sau khi đã chốt được các cái thông tin về khách hàng, anh chị sẽ tiến hành ấn thanh toán. Phần hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền này sẽ có điểm khác biệt so với hóa đơn bán hàng thông thường là khi các anh chị ấn thanh toán tức là hóa đơn sẽ lập tức được cấp mã luôn và anh chị không cần phải cắm chữ ký số cũng như là phải chờ đợi thời gian để cơ quan thuế có thể trả mã về. Sau khi mình ấn thanh toán xong thì cái bàn phòng đó lập tức trở về trạng thái là chưa sử dụng và phần hóa đơn anh chị vừa mới ấn thanh toán sẽ được chuyển sang phần quản lý hóa đơn. Hóa đơn em vừa mới bấm thanh toán là hóa đơn số 94. Anh chị muốn xem lại hóa đơn thì mình sẽ chọn vào cái dòng hóa đơn đó và xem chi tiết. Sau đó anh chị vào ô thanh toán. Và mình ấn xem PDF. Thì lúc này hóa đơn đã hiện lên dòng mã cơ quan thuế được cấp tự động và số hóa đơn được cộng theo số tăng dần. Lúc này hóa đơn này chính là hóa đơn hợp pháp, hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền. Ở trên phần mềm ACMAN, nhà hàng có tích hợp với phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Anh chị có thể cùng lúc tạo nhiều bàn phòng một lúc. Sau đó thì mình sẽ ấn thanh toán sau. Ví dụ ở đây em đang tạo hai phòng ở tầng 2 là phòng 2 và phòng 3 đang cùng lúc được sử dụng. Sau khi mà khách hàng muốn thanh toán thì anh chị sẽ chọn vào cái phòng mình muốn thanh toán và ấn chốt món, sau đó thì ấn thanh toán như bình thường. Ngoài ra phần mềm có thêm hai chức năng là ghép bàn và chuyển bàn. Chức năng ghép bàn giúp anh chị ghép hai bàn đang sử dụng lại là một, còn chức năng chuyển bàn giúp anh chị chuyển từ một phòng bàn đang được sử dụng sang một bàn hoặc là phòng đang ở trạng thái chưa sử dụng. Ngoài ra trong trường hợp mà khách hàng có đặt trước bàn hoặc là phòng đối với nhà hàng của anh chị thì mình sẽ tiến hành vào phần quản lý đăng ký sử dụng phòng bàn. Để tiến hành ghi nhận lại cái thông tin đặt hàng trước của khách hàng. Em ví dụ trong ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3, vào ngày 21 tháng 3 khách hàng có đặt trước một bàn thì anh chị sẽ tiến hành vào ngày 21 và mình chọn đúng cái thông tin của cái phòng đó. Ví dụ vào ngày 21 tháng 3 khách hàng có đặt trước một phòng P5 thì anh chị sẽ chọn vào OP5. Sau đó mình sẽ tiến hành kê cái thông tin của khách hàng đó lên trên phần thông tin này. Anh chị sẽ ấn tạo mới. Và chọn phần thông tin khách hàng ở ô mã khách hàng. Sau đó mình ấn chấp nhận. Anh chị có thể điền phần tiền số đặt tiền đặt cọc vào ô này. Sau đó thì sẽ ấn ghi lại. Ngoài ra anh chị có thể bổ sung với phần giờ bắt đầu và giờ kết thúc để khi nhìn vào cái bảng này anh chị có thể chuẩn bị được cái thời gian mà khách hàng sẽ đến. Sau khi thực hiện đặt bàn trước cho khách hàng thì anh chị sẽ thoát ra và lập tức cái phòng đó sẽ được hiện trạng thái màu tím tức là phòng đã đặt trước. Đến ngày mai, đến ngày 21 anh chị khi mà anh chị vào phần thu ngân thì cái phòng P5 đó sẽ được hiện màu tím, như phòng mình mình vừa mới đặt trước. Đến cuối ngày thì anh chị sẽ tiến hành vào mục quản lý hóa đơn. Anh chị sẽ tiến hành cắm chữ ký số và tiến hành chọn khóa sổ gửi lên cơ quan thuế để toàn bộ hóa đơn trong cái ngày hôm đó sẽ được đẩy lên dữ liệu của cơ quan thuế và đồng thời các cái số liệu này sẽ được đẩy sang phần nghiệp vụ phát sinh, tiến hành ghi nhận doanh thu và xuất giá vốn nếu như anh chị có cài đặt thiết À, xuất kho tự động ngoài ra tại giao dịch tại giao diện quản lý hóa đơn này anh chị có thể xem báo cáo bán hàng hoặc báo cáo doanh thu tùy theo nhu cầu của mình Đợt tại mục quản báo cáo bán hàng thì anh chị có sẽ có tất cả là 7 báo cáo đầu tiên là báo cáo giao cao nhân viên thứ hai là báo cáo hủy món sẽ hiện ra cho chị một list danh sách những cái món ăn đã bị hủy trong ngày kèm theo lý do khi mà anh chị thực hiện, thực hiện, điền vào. Báo cáo số 3 là báo cáo bán hàng theo hóa đơn. Báo cáo này sẽ xuất ra danh sách những cái hóa đơn trong khoảng thời gian anh chị đã chọn. Giả sử như ở đây, khoảng thời gian em đang chọn là ngày 20 cho đến ngày 20 tức là trong vòng một ngày thì anh chị chọn vào báo cáo bán hàng theo hóa đơn thì sẽ hiện ra báo toàn bộ cái hóa đơn đã tiến hành xuất trong vòng một ngày đó. Trong ngày 20 thì nhà hàng này có tiến hành xuất hai hóa đơn là 93 và 94. Thì khi anh chị chọn vào phần báo cáo bán hàng theo hóa đơn thì phần mềm sẽ xuất ra một báo cáo trên Excel gồm có hai cái hóa đơn đó. Ngoài ra, ngoài cái việc ghi nhận doanh thu là tổng là 905.000 thì phần mềm cũng sẽ thống kê cho anh chị là cái số tiền mà khách hàng thanh toán rơi vào phần tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc là hay là ghi nhận vào công nợ. Báo cáo tiếp theo sẽ là báo cáo bán hàng theo hàng hóa. Phần báo cáo bán hàng theo hàng hóa này thì sẽ kê ra tất cả những cái mặt hàng được bán trong cái khoảng thời gian anh chị đã chọn. Tức là trong khoảng thời gian như em đang chọn ở trên phần mềm là từ ngày trong ngày vào ngày 20. Thì sẽ kê ra tất cả những cái món ăn đã được bán kèm theo số lượng và đơn giá. Báo cáo số 5 sẽ là báo cáo bán hàng theo khách hàng. Trên báo cáo bán hàng theo khách hàng này thì sẽ kê thông tin của từng hóa đơn theo từng không ty khách hàng. Ví dụ ở đây có thông tin của khách lẻ thì chúng ta xuất duy nhất một hóa đơn số 93 với doanh thu là 200.000 đồng. À, tương tự đối với hai thông tin khách hàng còn lại thì phần mềm sẽ liệt kê cái doanh thu tương ứng với từng khách hàng. Và cuối cùng thì cũng sẽ tổng lại cho anh chị tổng số tiền theo doanh thu của cái ngày hôm đó. Báo cáo số 6 sẽ là báo cáo bán hàng chi tiết cho khách hàng. Báo cáo này sẽ hơi khác một chút so với cái phần báo cáo hóa đơn theo khách hàng Tức là báo cáo này sẽ chi tiết đối với mỗi khách hàng theo từng món ăn luôn Còn báo cáo doanh thu theo khách hàng sẽ chỉ liệt kê doanh thu tổng theo từng khách hàng đó thôi Ví dụ như đối với phần thông tin khách lẻ này thì báo cáo bán hàng theo khách hàng sẽ chỉ kê cái phần doanh thu là tổng là 200.000 chứ không kê chi tiết khách hàng này đã dùng những cái món ăn gì với doanh thu ra sao. Và phần báo cáo cuối cùng là báo cáo xuất ra Excel theo điều kiện, điều kiện lọc quản lý hóa đơn. Trên báo cáo này chính là cái báo cáo quản lý hóa đơn của anh chị. Sẽ liệt kê tất cả những cái đơn hàng, hóa đơn của ngày hôm đó kèm theo cả mẫu số ký hiệu cũng như là thông tin về hàng hóa. Và tổng tiền đi kèm đó là bảy cái báo cáo ở trong nằm trong phần báo cáo bán hàng ngoài ra anh chị có thể xem thêm ba cái phần báo cáo doanh thu để phục vụ mục đích quản lý của anh chị ở trong phần báo cáo doanh thu gồm có ba báo cáo đó là sổ tổng doanh thu sổ chi tiết doanh thu và báo cáo lãi lỗ ở trên phần sổ tổng hộp doanh thu này anh chị sẽ theo dõi được tổng doanh thu trong cái khoảng thời gian mà mình muốn chọn còn ở phần sổ chi tiết doanh thu anh chị sẽ xem chi tiết theo từng mặt hàng có doanh thu ra xa trong cái ngày hôm đó hoặc là trong cái một khoảng thời gian anh chị chọn và thứ ba sẽ là báo cáo lãi lỗ báo cáo lãi lỗ này sẽ đưa ra cái con số dựa theo doanh thu và cái giá vốn trong cái ngày hôm đó của anh chị ví dụ em đang mở phần sổ tổng doanh thu thì trong cái tháng 3 anh chị có suất tổng hợp doanh thu là 1 triệu 127 000 sẽ tổng cộng lại ví dụ từng mặt hàng với tổng số lượng là bao nhiêu ví dụ như là mặt hàng bia chai hà nội to là tổng số lượng là 12 còn đối với phần uh, sổ chi tiết doanh thu thì anh chị sẽ xem chi tiết được từng mặt hàng có phát sinh vào những cái hóa đơn nào vào ngày và thời gian là ra sao đối với sổ chi tiết doanh thu này anh chị sẽ chỉ xem một mặt hàng trên phần mềm thôi ví dụ đối với cái mặt hàng là bia chai hà nội to thì phần mềm sẽ kê cho anh chị là thông tin số lượng là 12 sẽ được xuất vào cái ngày cái ngày 15 tháng 3 cho đối tượng khách hàng nào với đơn giá ra sao. Hoặc như mặt hàng gà nướng. Mặt hàng này thì anh chị có xuất hóa đơn vào hai thời điểm là vào ngày 15 tháng 3 với hai hóa đơn là số 1 và số 2, số lượng lần lượt là một một con gà nướng. Cuối cùng sẽ là báo cáo lãi lỗ. Sau khi anh chị tiến hành khóa sổ và chuyển dữ liệu sang phần kế toán, thì cái phần giá vốn này sẽ hiện cho anh chị số lượng và thành tiền đi kèm. Từ đó thì anh chị sẽ xác định cái phần lãi hoặc lỗ của từng món ăn. Trên đây là phần hướng dẫn các anh chị viết một hóa đơn. Sau đó thì sẽ tiến hành xuất hóa đơn đó. Và cái hóa đơn mà anh chị xuất thành công chính là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền. Ngoài ra em cũng hướng dẫn anh chị có thể xem một vài báo cáo trên phần mềm phục vụ cho mục đích quản lý của mình. À, video hướng dẫn này xin kết thúc tại đây và xin hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo hướng dẫn về các cái nhiệm vụ phát sinh khác sẽ thường xuyên sử dụng ở trong một nhà hàng. À, vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn à, quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong cái video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.